Thanh Trần, chào Tô Nha, chào quý vị khán giả. Dạ, chị có thể giới thiệu về bản thân không ạ? Mình là Tuấn Oanh, mình đang công tác tại Đại học Khu Tách. Ồ, chị là người thân của chị Gia. Nói thân cũng đúng mà nói bạn bè cũng đúng. Nói quen cũng đúng, nói nợ nần nhau cũng đúng. Kiểu vậy cho nên bữa nay tôi tự tin lắm. Tôi đã có đồng minh rồi. Cô hãy ngồi đó đi, cô Thanh Trần à. Chị đã kết hôn được bao lâu và có mấy bé rồi? À, mình kết hôn gần 11 năm và có một bé hiện nay gần 3 tuổi. Trong khoảng thời gian 11 năm đó là chị mong có con lắm đúng không chị? Ừ, đúng rồi, chuyện đó là chuyện đương nhiên. Vậy thì khi mà mình biết tin có bầu chắc chắn là nó sẽ rất là thú vị và bất ngờ. Mời chị kể về khoảnh khắc đó. Thực sự thì thú vị, bất ngờ và qua bao nhiêu sự chờ đợi. Tuy nhiên thực sự khi biết tin có bầu thì cũng mừng rón rén lắm. Mừng rón rén? Ôi, mừng cái rón rén. Mừng rón rén là mừng như thế nào? Thực sự thì khi có bầu, vì thụ tinh trong ống nghiệm nên là có rất là nhiều biến chứng trong cái quá trình thai kỳ. Vì vậy thì cũng không dám mừng nhiều. Chị đang băn khoăn về con số. Cái con số mà hành trình 11 năm như vậy thì đây có phải là lần đầu tiên mà các bạn đón nhận cái kết quả của điều trị vô sinh không? Hay là đã qua rất nhiều lần rồi thì đây mới là cái lần mà mình cảm thấy tạm yên tâm về nó? À, thực sự cái này là mới cái kết quả đầu tiên trong cái quá trình mình điều trị vô sinh. Thực sự kết hôn là 2 năm thì hai vợ chồng mới quyết định là có em bé. Mình cũng chờ đợi sao chờ hoài không thấy đâu. Thì cũng một vài năm sau mình mới đi điều trị. Khi có kết quả thì phải tới lần thứ 5 mình mới là có kết quả. Nó không có que quyết gì đâu nha Thanh, không có que gì đó. Que thì đã hạnh phúc rồi. Đó, bây giờ mình mới thấy là những bạn mà mua que về để thử, bản thân cái việc đi mua que đã là một hạnh phúc rồi. Ông mà em nghe nói là thường thụ tinh nhân tạo sẽ có những cái biến cố xung quanh trong cái việc mà giai đoạn mình mang thai đúng không ạ? Chị có gặp những cái biến cố gì lúc mà mình mang bầu không ạ? Thực sự biến cố thì rất nhiều. Mặc dù biết kết quả có thai rồi, nhưng mà 6 tuần sau mình chưa âm vẫn không thấy thai ở trong lòng tử cung đâu. Thế là nó đang đi lạc, lưu lạc ở đâu. Gần 7 tuần mới xuất hiện là ở trong túi thai, ở trong lòng tử cung. 7 tuần bất an và phiêu lưu. Rồi sau đó 7 tuần thì kết quả mà các bạn nhận được là gì? Là mình hai túi thai ở trong lòng tử cung. Hai túi? Vâng. Có hai bé. Là sinh đôi đúng rồi đó. Thực sự lúc đó rất là vui rồi. Rất là vỡ òa luôn, mình có thể bớt ron rén rồi. Thì gần 8 tuần mình lại quay đi siêu âm, lại thấy một cái tin nữa là một túi thai lại phát triển chậm hơn cái túi thai còn lại và nguy cơ gọi là bị dừng lại, bị dừng cái túi thai đó. Khi tư vấn của bác sĩ thì rất là lo lắng là nó có hai khả năng xảy ra. Một đó là cái túi thai mà đang phát triển chậm lại sẽ kéo cái túi thai kia đi theo. Hai là cái túi thai đó nó sẽ độc lập và nó chỉ teo dần đi một mình bạn ấy thôi. Và còn cái khả năng mà để túi thai nó đang phát triển tốt dần lên thì cái khả năng nó hầu như là rất hiếm, nên là hai vợ chồng lại tiếp tục rón rén nữa, là phải thực sự cầu trời khấn Phật và tất cả chúng ta phải đợi thôi. Gần 9 tuần siêu âm thì hên qua cái túi thai đó nó dừng lại mà một cách độc lập, đúng rồi. Còn cái túi thai còn lại nó vẫn phát triển. Có nghĩa là lúc nhận tin là được rồi, đợi 7 tuần thì biết là có hai bạn, nhưng sau đó lại tiếp tục đợi đến 2 tuần để ra được cái kết quả là chúng ta chỉ giữ lại được một bạn thôi. Trong khoảng giữa thai kỳ đến cuối thai kỳ thì sức khỏe của bé vẫn ổn định hả chị? Nó cũng không ổn định lắm. Tới tuần thứ 22 tức là siêu âm 4D đấy. Thì lại nghe một cái tin động trời nữa là nãy giờ thấy tin nào cũng động trời mà có tin nào không động trời đâu. Bạn ấy bị tim bẩm sinh mà thuộc dạng rất là nặng. Thông thường người ta chỉ bị một lỗi trong tim thôi thì đã coi như khủng hoảng rồi. Còn đây tới 4 cái lỗi trong tim thì không biết có bạn ấy có vượt qua được hay không. Và bạn đó vẫn còn đang trong bụng mẹ. Đúng rồi. Chị có suy nghĩ gì lúc đó không ạ? Suy nghĩ thì nhiều lắm. Và vấn đề là mình phải vượt qua nó như thế nào. Cái trợ lực nào tại thời điểm đó làm cho anh tự trấn an mình và vượt qua cái giai đoạn đó? Thực sự thì anh cũng tranh thủ mình đọc sách. Và đặc biệt anh rất là thích một câu đó là bạn không biết mình mạnh mẽ thế nào đâu. Tới lúc sự mạnh mẽ đó là sự lựa chọn duy nhất và cuối cùng. Thì bản thân anh xác định là như vậy. Tại vì tất cả sau bao nhiêu sự chờ đợi và dành cố gắng thì tới giờ thì mình cũng sẽ bước tiếp thôi. Biết là con bị tim bẩm sinh
thì đến cái đoạn mà đúng ngày đúng tháng là một quá trình rất là dài. Thì cái đấu tranh mà các bạn đã phải đối diện là cái gì? Đấu tranh đầu tiên là mình phải siêu âm, tức là bác sĩ sản dự đoán như vậy, nhưng bác sĩ chuyên khoa tim có đúng như vậy hay không? Mình phải đi kiểm tra. Thêm một ông tim tham gia vào cái việc theo dõi. Và ông tim này thì ông tham gia thì ông cũng đúng cái chẩn đoán là như vậy. Thời điểm mà suy sụp nhất trong tất cả mọi thứ đó là bước ra khỏi cái phòng khám tim của bác sĩ và khuyên chọc ối, có nên chọc ối hay không. Thì bác sĩ kêu là nên chọc ối. Mà anh có đặt một câu hỏi kiểu gì thì gia đình vẫn giữ, thì có nên chọc ối để thêm một cái nguy cơ hay không. Thì bác sĩ có khuyên tim thì không sao, điều trị được, nhưng mà vừa tim vừa đau thì khổ lắm. Cái gì nữa? Tức là bác sĩ có những cái rủi ro, tức là người ta tư vấn cho mình hết. Người ta nghi ngờ nếu mà tim và đau thì ra sinh ra một đứa trẻ rất là tội cho con. Tội cho con và tội cho ba mẹ. Thì nên quyết định có giữ hay không. Tức là khi bước ra cái khỏi phòng khám nó coi như là rơi tuột xuống địa ngục. Nhưng đi tiếp. Đi tiếp. Chỉ cho phép mình buồn nửa tiếng thôi. Từ phòng khám về đến nhà là khóc vật vã trên taxi. Mà tới cái ngày đi sinh thì chị được chỉ định là mổ hay là sinh thường? Vì bé có cái sức khỏe như vậy thì mình chỉ để mổ thôi hay là sao? Tức là chỉ định bác sĩ thì sinh mổ. Nhưng mà tới lúc sinh vô bệnh viện thì cái kiếp trực đó lại không có cho mổ. Nhưng mà kiếp trực đó có biết là con bị tim bẩm sinh không? Và đặc biệt là thụ tinh ống nghiệm nữa cơ. Nhưng mà sao, điều gì mà khiến cho ekip đó khuyến khích là nên sinh thường? Thì cũng không biết nữa. Chắc không biết nữa. Chị không hỏi lý do luôn hả? Khi đưa vào bệnh viện thì mình phải toàn bộ theo cái kiếp trực và bác sĩ trưởng ở đó. Và bác sĩ kêu là sinh thường. Kết quả cuối cùng. Kết quả. Thì cũng là sinh thường. Sinh thường được. Nhưng mà rất là kinh khủng. Sao vậy? Rất là kinh khủng là vì đau hay là vì cái gì? Tức là khi tất cả tâm thế mình lo cho con, đối với con sẽ là sinh mổ là giải pháp lý tưởng, an toàn. Nhưng mà vào người ta nói mình không được sinh mổ mà phải sinh thường đi. Tức là trong đầu mình sẽ tưởng tượng ra cái cảnh ngạt rồi này, rất là những cái biến chứng. Tức là ở cái thế đó thì ai cũng buộc phải nghĩ về những cái trường hợp như vậy. Thì mình rất là hoang mang và tự dưng huyết áp bình thường nhưng mà vọt tới 170 và muốn xỉu luôn. Tức là căng thẳng quá. Và bé đẻ ra là nặng bao nhiêu ký ạ? Bé đẻ ra là nặng 3.3 kg. Ôi, quá ok luôn rồi đó. Thì cái giai đoạn mà sau khi mà sinh xong tới giai đoạn nuôi con á, mà sức khỏe của bé như vậy thì nó có vất vả nhiều hơn so với những người mẹ khác không ạ? Thật sự là bé thì này, vừa quá sản ra là không được ở với mẹ. Phải chuyển ngay qua cấp cứu sau sinh nhi. Và nằm đó tới một tháng. Một tháng luôn hả? Một tháng. Bao lâu thì mẹ mới được gặp con? Mẹ thì cũng sức khỏe yếu với lại là có nhiều biến chứng. Thì sau 10 ngày mới gặp con. 10 ngày sau mới được gặp con. Gặp con nhưng mà cũng chỉ nhìn qua cửa kiến thôi. Có nghĩa là một tháng đó là hầu như con bị cách ly luôn. Đúng rồi. Tại vì nó gọi là cái khoa sơ sinh thì không được vào trong. Điều đó có nghĩa là sữa mẹ không bàn tới ở đây nữa. Có. Thì mẹ cũng nỗ lực là gửi sữa. Bắt để gửi sữa, từ 3 tiếng bé sẽ được bú một lần. Do là con được theo dõi về sức khỏe của nhi sơ sinh hay là tim? Thực sự ngay ban đầu thì là theo dõi tim. Nhưng mà vào bệnh viện thì bị dịch phổi, thành ra con là nhiễm chéo. Thành ra là nằm trong đó từ tim biến qua phổi. Phổi bản chất thì bản yếu. Nên là bản nằm tới ngày thứ 21 là cơ thể bản không có tự thở được nữa. Và bạn ấy phải đi can thiệp một cái nữa là đặt cái stent ở trong tim. 21 ngày tuổi con đặt stent. Là cái gì vậy chị? Tức là có một vị trí nào đó trong tim bị co lại và máu lưu thông không tốt. Thì bây giờ đặt một cái vị trí giống như cái cống vậy đó. Giống như một cái ống gì đó để nó cố định cái đường đi lưu thông đó. Là cái ống nó nối thẳng ra từ trong... Tức là đặt vô trong người của con. Và em phải hình dung con mới 21 ngày thôi. Em đã phải chấp nhận một cái phẫu thuật đặt stent.
hình dung chưa? Trời ơi, đau đớn quá. Sợ luôn, nghe mà thấy rất là xót xa luôn á. Đôi khi chúng ta nghĩ gì nè Thanh, khi mà mình nghe tới câu chuyện này á, mình thấy là có nhiều khi mình không ăn được đầy tháng của con vì không đúng ngày đẹp hoặc là không đúng cái giờ đẹp là mình đã thấy một điều không vui ha. Nhưng mà với một cái trải nghiệm ngày hôm nay thì chị có cảm giác như là chỉ cần con được về để ăn đầy tháng thôi, còn ăn kiểu gì cũng được hết trơn, là đã vui rồi, ăn trong bệnh viện cũng được nữa. À, thực sự thì bạn ấy cũng cố gắng, mình cảm giác là con mình cũng rất là cố gắng. Và trong cái suốt cái thai kỳ mình luôn động viên con là hai mẹ con mình cùng chiến đấu. À, tức là ngay từ trong bụng là mẹ đã chuẩn bị cho bạn ấy là một cái tinh thần là hai mẹ con và cả gia đình mình cùng chiến đấu. Bác sĩ có nói là khi nào thì bé được mổ tim không ạ? Thông thường thì đối với tứ chứng pha lô thì thời điểm vàng sẽ là khoảng 1 tuổi và cân nặng từ khoảng 9-10kg là sẽ tốt. Bé nhà mình thì bao lâu mổ? Thông thường là đặt stent thì mỗi ngày đều phải dùng thuốc, gọi là thuốc aspirin ấy, là mỗi ngày đều phải dùng thuốc để chống đông máu. Chống đông máu. Tức là sẽ thử cái stent nó nhỏ quá thì sẽ biết đông máu một cái sự rượn nhỏ thôi. Thì cũng đã tắt cái đường đó rồi. Đúng rồi. Nên là bạn ấy uống thuốc hàng ngày thì được 11 tháng khoảng 9 cái mấy thì bạn ấy được mổ. Nhưng mà để quyết định mổ là cũng gia đình cũng phải suy nghĩ. Lý do là cái gì nó không có hai mặt. Bạn ấy dùng thuốc hàng ngày thì bạn ấy nguy cơ chảy máu không đông lại được. Đúng. Và một cái những cái vết cắt rất nhỏ thì bạn cũng sẽ là nguy cơ chảy máu ồ ạt. Có nghĩa là cái chứng máu không đông nữa đó em. Nên là mình phải chuẩn bị giãn cơ mặt ra đi Thanh. Ôi, trời, em buồn quá. Em buồn cái gì? Nhìn cái thân xác của đứa bé nó nhỏ thì vậy mà nó phải chịu những cái này những cái kia giống vậy mà mới có hai mấy ngày. Nhìn qua đây và ngưỡng mộ nè. Xong rồi tới 11 tháng phải mổ tim. Vậy thì cái kết quả của cái việc mổ tim nó như thế nào? Có thành công không? Thì cũng may. Ngồi thảnh thơi bây giờ thì thực sự mình cũng thấy rất là cảm ơn rất là nhiều người. Và tới giờ thì con mình nó không hẳn là 100% đứa trẻ bình thường. Nhưng mà đối với mình 90% hoặc 95% như thế là một cái chỉ số mình quá đẹp phúc rồi. Dạ. Anh cho mình hỏi là như vậy thì có vẻ như toàn bộ cái trải nghiệm thai kỳ rồi sinh con của bạn á, hình như cái nỗi lo bỉm sữa nó không còn là cái nỗi lo gọi là ga kg nào nữa hết á. Đúng, mình tức là lo thì mình vẫn lo. Ví dụ như đưa sữa chẳng hạn thì 3 tiếng một lần mà sản xuất có đủ sữa đây không, thì thực sự việc mà thức đêm cứ 2 tiếng dậy ngồi vắt sữa một lần đó là chuyện bình thường. Có nghĩa là vì cái trải nghiệm kia rồi bây giờ coi tất cả những thử thách đó nó bình thường hết luôn. Thực sự rất là bình thường luôn. Chúng ta không biết được chúng ta mạnh mẽ đến mức độ nào. Đúng rồi, có nhiều người thì than thở trời ơi thời gian nó mệt quá, không phải dính con mệt quá, nhưng mà có nhiều người là ước ao để mình được mệt giống như vậy. Đúng rồi, thực sự là rất là mong để được trong 20 mấy ngày gần 30 ngày đó thì cũng rất là mong để được hai mẹ con gần nhau. Rất là mong. Sức khỏe của bản thân chị sau khi sinh xong thì nó như thế nào ạ? Thì tức là giảm đi rất nhiều. Dạ. Vì nó có nhiều yếu tố, nhiều lý do. Có thể là do để bé để trải qua cái quá trình điều trị đó và phải chích hormone, chích thuốc vào rất nhiều đã là giảm cái sức khỏe của mình. Ví dụ mới sinh thì người phụ nữ rất là yếu, nhưng mà mình phải trải qua tất cả nhiều thứ. Việc đi lên đi xuống, đi ra sương ra gió là chuyện đó chuyện bình thường. Trong khoảng thời gian mà khó khăn như vậy thì em nghĩ là phải có một người đồng hành chung với chị thì mới có thể vượt qua mọi thứ. Chồng chị lúc đó là có bên cạnh chị xuyên suốt không ạ? Cái đó là cũng cái may mắn của mình. Tức là từ lúc điều trị vô sinh, được cuộc sống hàng ngày, tới có bầu, tới chăm con thì tất cả được sự chia sẻ và đồng hành. Mình dùng từ đồng hành ở đây tức là những cái gì của mình có thể yên tâm. Còn tất cả mục tiêu chúng là mục tiêu chung. Có nghĩa là cả hai bạn xác định rằng là đây là mục tiêu mà cả hai đều phải nỗ lực. Nó không còn là cái phần việc của riêng một bà mẹ bỉm sữa hay là một ông bố chăm làm việc nhà nữa, mà đó giống như nó được coi như là một cái dự án cuộc đời mà cả hai bạn phải bỏ hết vốn của mình vô. Đúng, anh thấy công mình bỏ ra cũng xứng đáng. Cái việc mà một ông bố mà đi cứ 3 tiếng một lần vào đút sữa cho con trong bệnh viện, ngày cũng kể cả như đêm, thì cái đó mình cũng nghĩ là thôi mình ở đất nhà chịu khó vắt một ít sữa để gửi vào cho con, cái chuyện đó nó cũng không có quá khó khăn. Theo em nghĩ là ví dụ như mình cứ giống như tất bật từ sáng đến tối, có phải giống như là xung quanh một đứa bé như vậy cần sự chăm sóc của hai vợ chồng thì có thể là cái chuyện mà sinh hoạt vợ chồng nó sẽ bị ảnh hưởng rất là nhiều.
À, thực sự thì trong những cái giai đoạn đó thì nói thật ra là cái sinh hoạt của chồng hầu như tại vì không còn tâm trí đâu để mà dành cho nhau nữa, chỉ dành cho nhau vì con, để đồng hành vì con, tại mình không còn tâm trí nào nữa. Thì thực sự là hai vợ chồng cùng kiệt sức cái việc vì chăm con với là lo những về kinh tế nữa, thì nó cũng tức là vẫn có nhưng mà nó không còn là để thoải mái giống như những cặp vợ chồng son hay là đi coi những cái bộ phim hay như thế nào đó. Bản thân chị có cảm thấy stress không ạ? Stress thì có chứ. Dạ. Nhưng mà mình phải tự cân bằng thôi. Cái cách cân bằng của anh là gì? Anh hay đọc sách. Thỉnh thoảng đôi khi mình chọn một cuốn sách hay, mình đọc. Cái thời gian mà chờ đợi con mổ tim trong bệnh viện, người ta ngồi tụm ba tụm năm ngồi nói những cái rủi ro, biến chứng, thì anh chuyển tìm một cái tích cực. Cách khác. Mình tìm những cuốn sách hay, cái cuốn sách để dạy con sau này mình đọc, để mình cho cái sức mạnh cho con cũng như là sức mạnh cho bản thân mình. Mình chỉ sợ cái sự bi lụy của mình nó ảnh hưởng tới cái sức mạnh của con thôi. Dạ. Vậy thì sau khi trải qua hết tất cả những khó khăn đó và nuôi con đến thời điểm hiện tại, thì chị có gì muốn nhắn gửi, một bỉm sữa nhắn gửi không ạ? À, thì cũng tham gia chương trình, anh cũng muốn nhắn gửi với các mẹ bỉm sữa. Đầu tiên đó là các cặp vợ chồng vô sinh. Thực sự ai đã từng trải qua cái điều trị vô sinh rồi biết căng thẳng và mệt mỏi vô cùng, thì hãy đồng hành cùng nhau. Và nếu có những lời lẽ nào từ người ngoài tác động không hay thì mình hãy bỏ qua, gạt qua một bên. Cái mục tiêu chính của mình là gì, mình hãy suy nghĩ vì mục tiêu chung là như thế. Cái thứ hai đó là đối với những bà mẹ mà đang mang trong mình một cái sinh linh, thì nếu bạn mà siêu âm thai kỳ thấy phát hiện có dị tật nào là bẩm sinh, thì khoan đình chỉ cái thai kỳ mà hãy bước tiếp. Bạn cứ đi rồi chắc chắn nó sẽ tới. Thực sự anh đi được tới đây thì vì rất nhiều bàn tay đưa ra để nắm lấy tay mình, chứ không phải tự dưng mình đi được. Bon, thư gửi con rất là mạnh mẽ, con hãy cố gắng lên và con hãy nhìn lại cái quá trình mình đã đến với cuộc đời này và hãy mạnh mẽ, tiếp tục mạnh mẽ và trở thành một người tử tế nha con. Và lời cuối cùng anh muốn gửi đó là cảm ơn hai bên gia đình nội ngoại. Mặc dù có rất nhiều xung đột trong quá trình thời gian qua, nhưng mà tất cả chúng ta đều là một gia đình. Và cảm ơn anh đã đồng hành với em trong cái cuộc đời này. Thực ra thì với câu chuyện của bạn, để có thể nghe được nhiều như thế này thì thực sự là chị cũng chưa từng nghe. Và điều đó làm cho mình thấy rằng là anh thực sự mạnh mẽ. Cái câu chuyện của bạn ngày hôm nay làm cho mình thấy rất rõ một cái điều rằng là nếu như mà chúng ta có đủ tình yêu á, nó như một đốm lửa vậy đó. Và những cái thử thách của cuộc sống nó như những cơn gió. Nếu như tình yêu của bạn đủ lớn thì những cái cơn gió nó chỉ làm thổi bùng lên cái ngọn lửa đó thôi. Và cuối cùng thì chỉ cần những người yêu thương nhau một cách thật sự, đồng hành với nhau, những cái khó khăn đó sẽ là những cái điều để chúng ta vượt qua và cùng nhau trưởng thành.